Aptech là tập đoàn tiên phong đào tạo chuyên sâu về lập trình quốc tế, có mạng lưới trên 1.300 trung tâm, phủ khắp trên 40 quốc gia. Để nhưng mà 2013年6月6日2年半の中で入った7名というのは誰も辞めてない。Với chương trình học cân đối, giáo trình cập nhật, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế, Aptech cung cấp cho học viên một hệ thống đào tạo toàn diện, chuyên sâu, giúp sinh viên sẵn sàng giải quyết mọi thử thách của công việc. Đặc biệt, Aptech thiết lập liên minh chiến lược với các công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam, đồng thời sở hữu bộ phận giới thiệu việc làm bất cán, giúp sinh viên định hướng và tiếp cận với công việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ở Aptech thì cái đầu tiên là cái kỹ năng nghề, thứ hai là ở Aptech thì cũng hỗ trợ rất là nhiều trong việc dành các kỹ năng mềm, nên mình rất tự tin từ khi đi cùng chính cho đến lúc làm việc trong công ty. 12 năm liên tiếp được vinh danh là đơn vị đào tạo công nghệ thông tin số 1 Việt Nam, bằng tốt nghiệp ở Aptech hiện được công nhận tại 54 quốc gia và là chứng chỉ quan trọng khi làm việc tại các tập đoàn trong và ngoài nước. Theo thống kê, khoảng 95% sinh viên Aptech khi ra trường có việc làm ngay và 5% học liên thông đại học quốc tế tại các trường danh tiếng của Úc, Canada và Ấn Độ. After I graduate from Aptech, I intend to enroll in one of the universities that Aptech is in liaison with, like the University in Australia. Kỷ nguyên rực rỡ của công nghệ thông tin đang bắt đầu. Hơn bất cứ lúc nào, Vận hội Công nghệ đang mở rộng cánh cửa chào đón những ai đam mê với thế giới số. Đam mê công nghệ, nắm bắt tương lai, tự hào bản lĩnh. Hãy mơ những giấc mơ lớn. Và để Aptech đồng hành với bạn trên con đường chinh phục những đỉnh cao. Aptech khơi dậy tiềm năng vô tận.